Chào tất cả các bạn, mình là Kiên đây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video clip ngắn này về cái cách mình tưới nước cho hoa lan hồ điệp tại nhà. Một cách tưới nước rất đơn giản mà ai cũng làm được. Chúng ta chỉ cần một cái chậu và một ít nước. Thế thì chúng ta sẽ thực hành như thế này. Để cái lan của mình vào trong cái chậu, rồi cho nước riu riu vào trong gốc lan. Tưới thật đều cho đủ hướng của cái chậu lan của mình. Rồi sau đó chúng ta cho cái cây lan của mình nó nằm trong nước chừng 5 đến 10 phút. Cho nước nó thấm đủ vào trong cái giá thể và trong rễ lan. Sau đó thì chúng ta nhấc cái chậu lan của mình ra. Để qua một cái chậu kế bên cho nó rõ nước ra hết khỏi giá thể. Như vậy thì cây lan chúng ta sẽ sống được một tuần nữa rồi. Chúc các bạn thành công.